Này chợ đông người quá nhỉ. Lại làm phiền tí bác nhé. Vối đây à? Đúng không? Ghê đấy nhỉ. Vừa chơi vừa uống nước. Lá đang nhỏ tí rồi đấy. Này là bao tiền này? Vối này bao tiền? 600. Vừa chơi vừa uống nước. Đẹp quá. Đấy, thuyền nhiều cây ghê nhỉ. Vối dễ buông. À đấy có cả dễ buông. Giỏi đấy nhỉ. Đấy, đây. 600 bạc nhỉ. Chân chiếc tốt. Xi đỏ này bao tiền đây? 18 à? Con tùng nhiều quả quá nhỉ. Đây. À con lão đợt hồi đợt trước mang đi đây đúng không? Bây giờ vẫn giá như thế à? 12 triệu. Quyến rồi, không ra. Quyến thì ra rồi. Chưa còn 8 chứ. Nó lại lên mất rồi đúng không? Lên mất rồi. Lên mất rồi, em không ở nhà đâu anh ơi. Quyến là mua là máu lắm. Kệ lên bạn cũng để. Dạ, đúng rồi. Lão ngày xưa đây, lão ngày xưa mà ngày xưa hỏi có 7-8 triệu thôi, bây giờ 12 rồi. Trước đó chưa ra cây cảnh. Tiền đấy chứ. Qua những cây của anh Trương hôm nay ra chợ rất sớm, phải tí tôi phải đi làm mấy tiên mà không ra được. Hôm nay ra thấy nhiều cây không? Con tùng này quả đẹp thế. Đây này, nhìn này các bác này, tùng quả này. Nó có một cái nó hiểu rõ đây lại gọi là cái quả này, xong rồi coi ra hai cái nhân này. Đây là cái nhân. Đây này các bác, nước xanh như này. Sau chín nó sưng màu tím. Chín nó sưng màu tím. Bây giờ thì thoải mái rồi. Đây quả. Con này là quả. Đồ chụp con tiền này hơn chụp. Thế em lấy nào lấy tiện thì chở. Nhưng mà anh chở đi. Này bao nhiêu anh? 16 triệu. 16. Tùng quả này thì thế nào? Cái tùng ấy là 14 triệu một cây. 14 triệu một cây. 14 triệu một cây. Đấy hỏi được mấy cây? Có nhiều lắm, bây giờ hỏi thì cây trả lời mọi người. Đây có đôi tùng này. Có cái vối không? Trước là bên đó. Đại ca đang làm cái vối. Đây con này thì cũng như vậy, 16 triệu. Hôm nay nhiều cây vô kể luôn, rất nhiều cây mà ngâu
ra thì thật là đáng tiếc. Mấy viên rồi tham gia này? Ngầu à? Ngầu bây giờ nhiều người thích chơi, chơi thích hơn cả như thuế. Mẫu đơn bụi thôi. Nhưng mà nó cũng là rất là lâu năm rồi, bụi. Mẫu đơn bụi mà cái thân, một thân chỉ bằng ngón tay là đã bao nhiêu năm trời? Bao nhiêu năm trời? Đề đỏ đúng không bác? Tiếc quá, dễ hơi bún. Bóng về là bóng làng kẹt. Xanh xiếc mini. Rất nhiều rành rành. Rành rành này là rành bán 2 triệu 8, 3 triệu, 5 triệu. Đấy, hết đúng không? Rẻ nhất là cái 2 triệu. À đây. Đây à? Cái này là 3 triệu rưỡi. À 3 triệu rưỡi rồi. Ôi quả đây mày. Đấy. Thả nước luôn này. Dễ. Đấy, 3 triệu. Này có cái quả to tướng. 3 triệu rưỡi. Hai cái quả to tướng. 3 triệu rưỡi. Cứ xinh để trong nhà rất là đẹp. Xinh. Thả nước nó ổn định rồi, cứ thả cái này thôi. Đây này dễ phun rồi. 3 triệu này nước. Xanh rất là đúng vậy, xanh rẻ hơn chút. Và quay cả cái số của anh trên xe đỡ phải hỏi. Đấy. Và đây quay cái số này. Số vẫn in trên xe. Ngắm đi, vào ngắm đi. Mở ra sớm, tí rồi tí còn đi làm cũng chết. Ngắm ơi, nay nhiều cây quá. À đấy là thùng mình ạ. Mấy tiền đấy? 3 triệu. Tí nữa ra, ủi nhiều cây quá, nay nhiều cây. Chưa, đi sớm đi, tí còn đi làm. Sớm tí làm. Không có thì chết giờ. Đấy, cây này nhiều quả. Vừa hết mùa hoa thì quả có chín vàng á. Quanh quanh 3 triệu cây. Đặc hết này. Cái cây con này đã bao nhiêu em? Ơ anh à. Bảo là đã sớm còn đi làm không ơi. 11 triệu à? Đấy. Cây đấy nhiều người sờ quá. Quyến sờ mấy lần rồi chả được. Ui, giờ. Được cái nào chưa anh? Anh chưa. À, mình anh nay có mang đi không hay là chỉ đi thôi? À, có anh có mang một cục đi đỏ đi một bình. Ngồi xuống hơn một bình. Ờ, như này không đẹp lắm. Đi ra ra. Để bên kia gì? À, để chỗ bơi này. Cạnh cạnh cái hương. Quê. Quê giống hệt cây của cuốn này luôn là to hơn chút. Dáng dáng cổ xưa cốt chậm trắng đét. Bên này thì chờ hỏi các bác là muốn hỏi thì hỏi cái số vừa mới quay ở trên cái thân siêu tô ấy. Đúng chất xi Phúc Hồng này. Phúc Hồng. Ừ.
lọc dứa nó ra thì nó sẽ đỏ. Khi có những cái loại nhơ Chita ngày xưa thì nó không được hồng như này đâu. Mặc dù nó vẫn có tí đỏ đỏ, rất nhiều dòng si. Chưa bán cây nào anh? Sang $3,000 đúng không? Đẹp không? Đẹp quá. Đây trong người chất đúng là nặng quá. Đây là của mình cắt đây à? Ờ, mình cắt cả cái xúc bao tiền? Xúc 800. Ừ. Xử dưới đây. Mua đêm ở đây. Xử dưới đây. Có quả tiền thì tốt quá nhỉ. Cái này thả nước rồi. Mua đêm ở đây. Chín ra đây. Bọn Nam Định. À, đợt này đêm có nhiều cây mà. Nhiều, tầm 8, 9 ra đây là có mang. Từ trước đi nó chán lắm, cả dẫn đi bây giờ có rồi. Rồi đâu, mua được cái này với cả cái sung thì cả ồ, cả cái rút bực. Được đấy, cây hồng hồng mai này bao nhiêu tiền? Của thằng khác. Của thằng khác. Cái bụi cái xanh này cũng có. Bụi mà. Đây gì? Đây. Ừ, cả cái rút bực. Xem cái sung này. Sung người đẹp là gì? Thả nước ở đây. Mãi nó bị bán cho. À. Đấy nó bệ biết mà nó để xanh rồi có độc cái súng được. Thải nước thôi. Được đấy. Rất được. Trên chợ lâu năm rồi. Mã nó bị bán cho người đấy. Mình vô 11 giờ nào rồi. Súng này thì nhanh có quả thôi. Đã biết có quả chứ không có đó. Nó để các cái ăn nước. Chiến tía này nhanh có quả. Đó là này ra đi xong rồi đúng. Mãi đêm mà mình bảo cho cái này được đấy. Ủa đấy. Tự nhiên là những cái sung rất là đẹp. Chạm với sửa mặt này đẹp. Ừ. Nghệ thuật đấy. Đấy, trồng la nà xuống. Thì giờ anh chưa trồng ra đi. Mua những cái ổ lấy vào 2 triệu. Mọi người nhìn tưởng. Ủa đẹp đấy nhé. Dạ lắm, dễ vừa chút là trồng. À đấy, tháo ở cái chỗ đấy à? Ừ, cái chỗ ở đấy. Đủ đất đất như vất tâm mình. Lắc quá. Áo mẹ rồi cho cái chậu bằng nửa cái chậu này này. Cứ ở trên chậu lâu là tốt rồi. Đấy là cũng chậu rồi. Rút mẹ ra nó sâu quá cái chậu này nó cũng hợp lý. Nó đúng không? Thì á này. Cái hoa giấy của ông nào kia không? Hoa giấy. Giấy còn đeo thêm cái định danh gốc. Để biết. Sẽ biết là cái gì. Để nó phải đổ. Hoa giấy. Đấy. Ai muốn biết giá hỏi trương thì nhiều cây lắm. Nhiều cây lắm. Đấy, cái sung ấy được các bạn. Rồi. Chị ơi, đơn vàng lâu rồi. Xin phép để sang khu vực khác.